những con đường thênh thang rộng mở, những ngôi nhà ngói mới khang trang. Cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đang tạo cho nhân dân vùng quê cách mạng cuộc sống thanh bình, ấm no hạnh phúc. Điều dễ nhận thấy khi đến các xã vùng nông thôn của huyện Châu Đức là đường giao thông khang trang, rợp bóng cây xanh. Hai bên đường trồng nhiều loại hoa đang đua nhau khoe sắc, tạo nên bức tranh làng quê yên bình, tươi đẹp. Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Đức đi vào chiều sâu, góp phần tạo nên những vùng quê thanh bình đáng sống. Một trong những mô hình tạo nên cảnh sắc xanh sạch đẹp là tuyến đường hoa đang tạo sự lan tỏa lớn ở mỗi làng quê. Mô hình tuyến đường hoa không chỉ giúp cảnh quan nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp mà còn giúp người dân thêm gắn bó đoàn kết. Tình làng nghĩa xóm được vun đắp và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư càng đi vào chiều sâu. Tại các xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Châu Đức, an ninh trật tự được quan tâm hàng đầu. Điển hình như xã Cù Bị đã lắp đặt camera an ninh, mang lại hiệu quả rõ nét về kiểm soát an ninh trật tự. 100% các tuyến đường chính của xã, đường liên thôn đều được lắp camera an ninh. Hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường đã góp phần giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại xã Cù Bị. Đây cũng là mô hình hiệu quả tại xã Cù Bị và là tiêu chí nổi trội trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Hoàn thành tất cả các 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó thì về lĩnh vực nổi trội thì xã cũng đã hoàn thành được hai cái lĩnh vực nổi trội là về văn hóa và về an ninh trật tự. Cũng trong cuối năm nay sẽ phấn đấu đạt thêm một cái tiêu chí về cái lĩnh vực nổi trội nữa là lĩnh vực giáo dục. Qua đó thì phát huy đạt được thì trong những năm tiếp theo thì xã cũng cố gắng là xây dựng xã là một xã nông thôn mới đảm bảo cũng về môi trường cũng như cảnh quan là tạo dựng cho cuộc sống của bà con trên địa bàn xã là có cuộc sống nâng cao hơn và tạo được cái địa phương thành một nơi đáng sống trên địa bàn của tỉnh. Không chỉ đổi thay về diện mạo, đời sống người dân xã Cù Bị hôm nay còn thực sự khởi sắc sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân của người dân đạt trên 88 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 20 triệu đồng so với thời điểm trước năm 2020. Lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm tỷ trọng 97,9%. Nếu như cuối năm 2022, địa phương còn 24 hộ nghèo, thì đến cuối năm 2023, Cù Bị đã không còn hộ nghèo. Đạt được kết quả trên là nhờ những năm qua, xã Cù Bị đã tập trung các nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế, tạo thêm nhiều việc làm. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, người dân càng thêm tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chủ động, đồng thuận đóng góp công sức tiền của, xây dựng các công trình tại địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn luôn bảo đảm ổn định. Cái địa bàn của thôn Phước Chí này là rất phức tạp, mặc dù cây dân ít nhưng mà tia cái hai cụm. Nhờ cái camera của an ninh này là cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương rất ổn định. Tình hình ngay kinh tế tại địa phương cũng như an ninh trật tự ngày càng được ổn định và phát triển. Đặc biệt là nhờ cái camera của cộng đồng này, mà từ cái ngày mà vận động người dân cùng với chính quyền ở đấy lắp đặt được cả cái cụm camera thì tội phạm là giảm và bây giờ không có luôn. Từ những cái kết quả, từ những cái việc làm đó mà người dân người ta đồng tình. Do đó mỗi lần mà chúng tôi vận động bà con tham gia đóng góp để gắn các cái cụm camera này thì dân người ta đồng tin 100%. Đề nghị về lãnh đạo các cấp gắn thêm thì chúng tôi sẽ ủng hộ thêm. Trên địa bàn xã có 3 làng, 6 thôn. Hiện tại là hệ thống camera để phục vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã có khoảng 34 mắt cam hoạt động thông suốt trong vòng 3 tháng kiểm tra định kỳ. Hiện tại là hệ thống camera trên địa bàn xã Cù Bị thiết bị giám sát đầy đủ để phục vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Cù Bị. Nhờ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà nông thôn khang trang sạch đẹp hẳn, người dân cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan xanh sạch như trồng hoa, không xả rác bừa bãi. Xã Bình Ba đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa với các mô hình hoạt động văn hóa thể thao tiêu biểu, hoạt động thường xuyên và hiệu quả,
thu hút hơn 60% người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2023 đạt hơn 88,5 triệu đồng một người một năm. Tổng dân số toàn xã là 2.281 hộ và không còn hộ nghèo đa chiều. Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã được đầu tư xây dựng năm 2017 và đưa vào hoạt động đầu năm 2018 với diện tích 0,69 ha, nằm riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong xã đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Hiện trên địa bàn xã Bình Ba có 3 thư viện được đặt tại Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã và tại các trường thường xuyên mở cửa phục vụ người đọc, đặc biệt là các em học sinh. Ngoài ra, hàng năm, thư viện xã phối hợp với các trường tổ chức luân chuyển sách đến thư viện các trường, giúp các em tiếp cận nhiều đầu sách, từ đó hình thành thói quen đọc sách sau này cho các em. Con thường tới đây chơi thể thao. Khi mà con chơi thể thao xong, con sẽ vô đây đọc sách hoặc là ngược lại. Đối với con, trung tâm văn hóa là một điểm đến thú vị. Vừa có thể đọc sách, vừa có thể chơi thể thao, trau dồi kiến thức và cả thể lực. Thư viện thì dù là hè và ngày thứ bảy chủ nhật thì Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng vẫn luôn mở cửa để các em đến đọc sách và có rất nhiều môn loại phong phú đa dạng, đặc biệt là có môn loại thiếu nhi để hỗ trợ cho các em nhiều cái lĩnh vực về các môn loại. Đó là về phần thư viện. Thứ hai nữa là về lĩnh vực thể thao. Thể thao thì tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng có như là các câu lạc bộ võ thuật, bóng đá mini và kể cả bóng đá dành cho người lớn và các hoạt động khác, ví dụ như cầu lông, bóng bàn, tất cả các hoạt động các câu lạc bộ rất là phong phú và đa dạng về lĩnh vực thể dục thể thao. Vào mỗi buổi chiều tại Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng, đông đảo người dân, học sinh đến tập luyện thể thao, tạo không khí giải trí vui tươi sôi nổi. Năm 2023, ngay sau khi sân bóng đá mini được xây dựng trong khuôn viên của trung tâm, cứ đều đặn hàng ngày, các đội bóng trong xã đều tập trung luyện tập và thi đấu. Dạ, mỗi ngày thì con tới đây luyện tập đá banh với thầy. Con theo thầy được 5 tháng. Con thấy đá banh mang lại lợi cho con là mang lại sức đề kháng cho con với lại sẽ khỏe mỗi ngày. Dạ, theo trình độ luyện tập của các thầy thì là 5 buổi trong một tuần theo quy trình và sức khỏe cho các bạn, rèn luyện cho các bạn đá banh thật là tốt và có những niềm vui trong môn thể thao đó. Nhờ có sân trung tâm bóng đá xã Bình Ba nên tạo cho các em có một sân chơi để mà tổ chức các giải đấu. 4/4 ấp của xã Bình Ba đều thành lập các câu lạc bộ dân vũ. Mỗi câu lạc bộ đều có khoảng 25-30 thành viên tham gia xuyên suốt. Mỗi tối, các thành viên câu lạc bộ dân vũ ở các ấp đều luyện tập đều đặn từ 7-9 giờ tại các trụ sở văn hóa của ấp. Lập thành lập cái đội dân vũ. Lúc đầu thì được mười mấy thành viên á. Sau này bắt đầu mấy chị là thấy kiểu cái bộ môn cái này thì thấy nó có lợi ích cho sức khỏe. Thì từ từ bắt đầu hội viên người ta thấy vậy là bắt đầu người ta tham gia. Trong đó là cứ tập xuyên suốt, cứ tối nào, bắt đầu 7 giờ là mấy chị tập trung ra tập đến 9 giờ. Hầu như là cả chị là tập mỗi đêm, đêm nào cũng tập hết. Trời mưa thì tập ở trong nhà, mà trời nắng thì tập ở ngoài sân. Đó, thì trong lúc tập thì cũng có nhiều chị lớn tuổi, có chị tiếp thu nhanh, có chị tiếp thu chậm. Thì đầu tiên là người được đầu là mình thì mình sẽ tập cơ bản cho các chị. Rồi sau đó là chia nhóm ra. Thì những cái chị nào vào sau hoặc chậm thì sẽ có các cái bàn sẽ là dìu dắt giúp đỡ thêm, tập thêm cho các chị đó. Câu lạc bộ võ cổ truyền xã Bình Ba cũng được chú trọng phát triển. Đến nay, câu lạc bộ võ cổ truyền đã thu hút nhiều học viên theo học nhằm rèn luyện sức khỏe và được hầu hết các phụ huynh rất phấn khởi hưởng ứng. Cứ đều đặn một tuần 2 buổi thứ ba và thứ năm, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ, sau 3 tháng, các học viên đều được thi thăng cấp đây. Đối với bản thân mình, thì con là một người rất là thích các môn thể dục thể thao, nên là con đã lựa chọn môn võ cổ truyền làm như là niềm đam mê của mình để theo đuổi.
Con đã theo đuổi môn võ cổ truyền từ năm được 2 năm, từ năm 2022 đến tận bây giờ. Mỗi tuần thì con sẽ tập võ cổ truyền tại câu lạc bộ võ cổ truyền Bình Ba được 2 lần, vào ngày thứ 3 và ngày thứ 5 hàng tuần. Sau mỗi buổi học thì con cảm nhận thấy được rằng mình có một cái tự tin và mạnh dạn trong các cuộc sống thường ngày, có một cái khả năng tự vệ khi mà bản thân mình gặp nguy hiểm. Câu lạc bộ võ cổ truyền của xã Bình Ba được ban văn hóa và ủy ban chấp thuận phát triển ngay từ tháng 7. Về cá nhân thì tất cả các em được các bậc phụ huynh tạo mọi điều kiện cho các em đến sinh hoạt. Không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, sạch xanh, mà đời sống của người dân được quan tâm hỗ trợ. Nhờ đó diện mạo của các vùng quê đổi thay, mọi mặt đời sống người dân được nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân của người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt trung bình trên 88 triệu đồng một người một năm. Đời sống của người dân nơi đây phải khá lên và môi trường cảnh quan phải xanh sạch đẹp, là một nơi đáng sống, và tất cả các tiêu chí, nhất là thu nhập của người dân phải đặt lên hàng đầu. Các vùng nông thôn của Châu Đức hôm nay không chỉ đổi mới từ những tuyến đường xanh tươi tràn đầy sức sống, mà còn có những công trình dân sinh khang trang hiện đại, phục vụ đời sống người dân, góp phần khắc họa thêm bức tranh về vùng quê giàu đẹp, thanh bình của tỉnh nhà.